xin chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lapsutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Seal Headset. Và ở tập trước á, thì mình đã dẫn thêm một bé Chocobo về để bầu bạn với em Chocobo lúc đầu mà mình thuần phục nha. Và đã đẻ ra một quả trứng đây này. Nhưng mà quả trứng này á, hiện tại thì hình như chưa có nở ra. Và mình cũng biết được rằng á, khi mình đập thì quả trứng sẽ không bị vỡ nha. Và ở đây nó còn hiện cái thông tin Mother và Father nữa nè. Nhưng mà để update quả trứng này mình nghĩ á, mình cần phải làm một cái tổ. Và công thức làm cái tổ thì cần một cái kiện rơm nè, và hai cái lúa cũng như là hai cái cây gậy á. Để bây giờ mình sẽ lấy lúa ra nè, rồi lấy gậy ra thêm nữa để mình làm cái tổ, coi coi có update quả trứng Chocobo này không nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nén lại thành một cái kiện rơm đặt ở giữa lúa hai bên nè, và hai cây gậy đó. Vậy là mình đã được một cái tổ của Chocobo rồi. Mình sẽ đặt ngay đây và đặt thử quả trứng lên coi. Nếu mình cởi dây thì sao ta? Nếu mình cởi dây không biết em Chocobo có chạy lại và ấp trứng không nữa. Hay là để ở đây thì quả trứng từ từ nở ta? Giờ tạm thời thì mình sẽ để quả trứng từ từ ở đây đi, hy vọng rằng quả trứng này sẽ nở trong thời gian gần nhất nha. Rồi và giờ thì mình sẽ tiến hành là công việc chính trong ngày hôm nay á, đó chính là khai thác hết số kim cương mà mình tìm được ở những tập trước. Và mình cũng có đi farm thêm kinh nghiệm á, để mình có đủ nâng cấp cái cây cúp kim cương của mình lên cái dòng gia tài nha. Đây mình có được 36 level nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó hẳn cái dòng gia tài 3, và nó sẽ tốn mình 10 level lắm đó. Còn như đây thì cái này còn có smelting nữa nè. Smelting hình như là nung nấu chắc mình. Để mình ép thử cái dòng smelting xem như thế nào nhá. Và cuối cùng đó chính là cái dòng chậm hỏng đi, để mình có thể sử dụng cái cúp này trong thời gian lâu hơn nữa. Nhưng mà giờ nó còn thiếu dòng gia tài ta. Coi coi trong đây có quyển sách gia tài nào không. Trong đây mình không có quyển sách gia tài nè. Ủa, hiệu suất chứ, mình không có quyển sách hiệu suất nào hết. Thôi kệ đây, dù sao thì mình cũng có được cái dòng gia tài mà mình cần thiết rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu dịch chuyển xuống cái điểm ở phía dưới và bắt đầu khai thác kim cương nha. Đâu rồi ta? Đây. Không biết được bao nhiêu viên nữa, nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ đào xung quanh đi kiểm tra trước. Không. Smelting đúng rồi, nó sẽ nung mấy cái khối mà mình đào ra luôn. Wow. Gia tài đầu tiên thì cho mình 2 viên nè. 4 viên. 4 viên nữa. Wow. Chỉ với coi nào, 1 2 3 4, 4 quặng thôi à mà mình được tới 13 viên kim cương lận, hơi bị nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test với kiếm cái quặng sắt coi ta. Mình muốn test cái dòng smelting này thử coi coi nó có thật sự là nung mấy cái sắt ra không nha. Nếu như vậy thì thích lắm rồi, đào một phát ra sắt luôn, khỏi cần phải đi nấu lên đó các bạn ơi. Thiệt nè, đào một phát ra silver ingot luôn. Cái này là cái này thì không phải là loại quặng, nó chỉ là một cái gì đó thôi hả. Ở đây còn không, cái này có fairy dust. Thế cái này là amethyst thì nó rơi ra bình thường rồi. Amethyst nó cũng áp dụng được cái dòng gia tài nữa nè. Wow, quá là xịn luôn. Rồi làm thêm một ít cái quặng bạc nữa nè. Nó vừa có thêm kinh nghiệm nữa chứ. Chắc mình phải cố gắng tìm cái dòng sửa chữa rồi ép vô cái cúp này để dùng dần thôi. Điểm đầu tiên mình đã đào xong nên mình sẽ xóa bỏ và đi đến điểm thứ hai. Đây điểm thứ hai đây, để coi coi dưới này có lava không. Không có đúng không? Đào thử nè. Rồi, 16. Chỗ này có hai quặng thôi à, mà không được ra thêm nữa. Nên tạm thời mình sẽ lượt qua và lấy thêm ít cái than ở đây đi. Than thì đào không ra nhiều cho lắm. Để mình mang về á, sắp tới mình còn nung đồ thêm đó các bạn ơi. Rồi, được bao nhiêu than đây? 22 rồi đúng không? Đào khoảng 32 đi. 29 rồi nè. Rồi 33 luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến tới cái điểm kim cương thứ ba thôi nào. Chết rồi. Rồi luôn, mình ấn nhầm một phát mình. Ủa? Ở đây còn nè. Quên nữa. Ở đây còn nè. Rồi vậy là được 25 viên đúng không? Mình lỡ xóa hết một điểm có kim cương rồi. Chết mất. Lỡ nhanh tay quá, ấn nhầm rồi. Mình thiệt là hậu đậu quá đi à. Mà coi nào,
không biết chỗ đó nó còn gần ở đây không nữa. Mình nhớ hôm trước á là có 2-3 điểm khá là gần luôn. Để một xíu mình kiểm tra lại coi coi chỗ đó. À đây nè, đây nữa nè. Wow, đi coi coi còn xung quanh không. Xung quanh hết trơn rồi. Thôi mình được 27 viên. Đây nữa. 29 viên. 32 viên rồi. Chỗ đó chắc cũng đâu nằm gần đây thà, nên chắc là chỗ này đó. Và được 38 viên rồi nè. Wow. Có cúp gia tài là khác hẳn liền thấy không. Rồi đào mấy cái lưu ly này thêm, để có gì dùng trong thời gian sắp tới. Và qua đây nè, tắt nước cái đi. Ấy, à nước này ở trên à. Tắt nước cái đi. Mình sẽ đào thêm cái silver ở đây ra. Tại vì đang có cái dòng gia tài á, nên tranh thủ đào ra luôn đi. Đó, đào tích ghê chưa. Vậy là chắc sắp tới mình phải đi mai nhiều hơn mới được. Tại vì có cái cúp nung nấu này thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Wow, lên được kinh nghiệm và có thêm quá trời khoáng sản kìa. Rồi, đào thêm amethyst này luôn. Ở trên này nữa nè. Và cạnh đây á, mình nghe tiếng một con zombie. Nó nằm ở hướng nào ta? À, nó nằm ở hình như phía trên đầu mình hay sao đấy. Ở đây có redstone thì mình không cần. Có than nè, đào một cục đi. Và hướng này hình như là... Ui, còn nè. Ui, hướng này còn kim cương mà hôm bữa mình chưa phát hiện được. Ôi, coi coi. Ui, thiệt rồi, nó đụng với cái sắt ra nè. thích gì vậy? Rồi, lấy về và lấy thêm kim cương luôn. Để coi coi trong chuyến đi mai ngày hôm nay với cây cúp nung nấu và dòng gia tài thì mình sẽ tìm được bao nhiêu viên nhá. Hiện tại thì chỉ mới 45 thôi. Ở đó là silver tưởng đâu, kim cương nữa chứ. Rồi, tạo thêm chỗ này ra nè. Được bao nhiêu đây? Ui, hình như gia tài nó cũng áp dụng vô cái sắt luôn á. Ủa, mình thấy đôi khi đào một phát ra hai cái phôi sắt lận. Đúng không ta? Đây có quặng thạch anh nè. Ui, thích nha, thích nha. Ui, không nhờ biết vậy mình nâng cấp cây cúp này sớm một tí là mình quá trời sắt dùng rồi. Khỏi phải đào cực khổ như mấy lần trước á. Tại vì đợt trước mình không có kinh nghiệm nhiều nên không có nâng cấp đủ. Giờ cây cúp này chỉ thiếu đúng cái mỗi dòng hiệu suất thôi à. Có hiệu suất nữa thì thôi rồi luôn, cúp mình có thể nói là siêu xịn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đào thêm một vòng nữa để tìm thêm một ít cái quặng kim cương để mình đào nha. Ui, đáp lại. Để mình đào ra và lấy về nha các bạn. Ui, mình tìm thấy một cái hang gì nè. Có cái spawner nữa. Ui. Ủa, cái spawner đó đạp không có được. Ê. Hên quá. May mà giờ mình trang bị vũ khí mạnh rồi, nên cũng không có sợ cho lắm. Ui, đây. Zombie nè. Lụm một quà một cái. Rồi, ổn. Và nó rơi ra cho mình một cây xẻng chậm hỏng, kết hợp với một cây kiếm sắt có hại lò chăn đốt nữa. Khá là tốt đấy. Rồi. Và ở đây còn có cả vàng nữa cơ, nên chắc mình sẽ đào về luôn. Ui, có cái cúp này tự dưng cái mình có hứng đi mai dưới ta. Chắc phải đi tìm thêm một vài vòng ở dưới khu vực này mới được. Rồi. Tìm chiếc nốt cái con zombie này. Ôi, nhưng mà cái đường này mình đi rồi. Trời ơi, tưởng đâu chưa đi chứ. Thôi, để bây giờ mình sẽ đào cái này ra. Và coi hướng kia còn đường không. Nếu còn đường á thì mình sẽ đi về hướng đó xem nha. Nhìn sơ qua. Ui, còn đường. Ý, còn đường là được rồi. Hướng này thì có sỏi. Để mình đào chỗ này ra một cái nè. Rồi, đào. À, có sỏi trên đầu. Trời ơi, xít nữa. Bị sỏi đè mất tiêu rồi. Ui, con nó rơi coi kìa. Sẵn đó lắp đường luôn đi, mình sẽ đi qua cho nó dễ hơn. Rồi, dùng biện pháp này thôi. Đặt cây đuốc xuống. Ý. Đó, ổn rồi. Đặt cái này, ý. Đào ra và coi nào. Ủa, sao ra nhiều đá lửa vậy? Sẵn đâu có gia tài đâu mà đào ra đá lửa không à. Ui, hướng này là một cái hang tơ nhện. Wow, có vàng nữa nè. Có bạc nữa. Lấy vàng ra trước đi. Tại vì vàng nó sẽ tốt hơn bạc một tí đó. Rồi.
lợm và ở đây nữa. Mấy cái hang này thì có khá là nhiều mấy cái mạng nhện, và công thức mạng nhện thì không có dùng nhiều á, nên chắc mình sẽ không có lấy về nha. Còn khi nào cần thì chắc mình sẽ chịu khó xuống đây tìm lại thôi hả. Rồi, và hướng này coi, nhìn thì cũng quen quen đó. Ui, hướng này hết rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm một cái đường khác coi coi có đủ may mắn để gặp thêm kim cương không nhá. Chứ cái đường này là mình thấy không có được chỗ để đi đào rồi. Nãy giờ mình lượn dưới này cũng vài vòng rồi và có vẻ cũng hết khoáng sản trong cái chỗ mình đào rồi. Để bây giờ mình sẽ trở lên trên mặt đất nè, để chúng ta cất đồ nè, cũng như chuẩn bị cho công việc sắp tới nhá. Và các bạn coi kìa. Quần bạc mình nó nhiều kinh khủng luôn ấy. Hình như bạc khi mà sử dụng dòng gia tài kết hợp với smelting á, thì nó sẽ cho mình rất là nhiều luôn. Mình được khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 5 stack luôn rồi. Trên đây stack nữa là 6 stack. Để coi cái này có nén được không. Ừ, nén được thì tốt. Tưởng đâu không nén được, chắc hay mình chứa chặt rương lắm luôn ấy. Và bây giờ mình sẽ cố gắng nén nó thật là nhiều nha các bạn. Ở đây nè. Rồi, ở đây nữa. Trời ơi, khổ ghê không? Rồi, mình sẽ chừa một ít này để có gì sử dụng thôi. Còn nhiều còn lại mình sẽ cất vô đây. Và cái rương khoáng sản của mình bây giờ đã có thêm 45 viên. Cộng với ở nhà nữa là được 60 viên kim cương. Sắt thì được một stack máy với vài khối nè. Và than thì cũng được khá là nhiều đúng không? Để bây giờ mình sẽ thử nén lại. Và chế tạo full set đồ than coi có nó có cho mình cái hiệu ứng nhìn trong bóng đêm như thông tin mà nó ghi trên đó không nhá. Ơ, nhưng mà vẫn chưa có đủ. Trời ơi, còn thiếu cái quần. Không biết trong đây mình còn hang không nè. Đây mình còn hang nè. Để mình gán mình vơ hết về luôn coi. Hồi nãy mình quên mất là mình chưa có full set đồ than, nên mình không có lấy nhiều về đó. Nén cái này lại. Được 7 khối. Ok, vừa. Quên bàn này mới đúng. Rồi, vừa đủ để mình có thể chế tạo được một cái quần bằng than luôn. Và kết hợp cái nón trên đây nữa là mình đã full set đồ than luôn rồi. Mặc vô nè. Nó thực sự cho mình khả năng nhìn trong bóng tối. Nhưng mà giáp nó yếu xìu à. Mà cái giáp này chắc zombie nó kèo hết, chắc mình đi về nhà luôn quá. Và hôm trước mình mở túi qua nhưng mà lại còn thiếu một cái artifact looting bag nè. Để bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ta-da! Master Hammer, 16 sức tấn công. Trời ơi, vũ khí quá xịn luôn. Wow. Bậc thầy của cây búa này các bạn ơi. Búa bậc thầy, trời ơi. Để mình dùng cái này làm vũ khí tấn công phụ đi. Còn vũ khí chính vẫn là cái cây thương này. Tại vì nó có tốc độ cao hơn đó. Và giờ mình đang đói bụng hả. Để mình để mình cất cái bộ giáp này vô trong cái đã. Nhưng mà mình vẫn muốn mặc cái ủng slam này cơ. Ui, cởi ra phát là nó mất cái ủng. Ủa, mất cái hiệu ứng liền à. Vậy là cái set đồ để dành lâu lâu mặc chơi thôi, chứ mình nghĩ là không nên mặc cái set đồ này đâu. Tốt nhất chúng ta vẫn nên mặc cái set đồ màu tím đây nè, kết hợp với một cái nón sắt thì như vậy nó sẽ ổn hơn. Rồi, và mấy cái khối thừa ở trên này mình sẽ cắt vô nè, cắt vô. Mình thích cắt vào đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ làm công việc mà hôm trước mình có chuẩn bị, đó chính là làm một cánh cổng liên quan đến cái đá phát sáng nha. Mình có khai thác được khá là nhiều và mình cũng đã nén lại rồi. Để bây giờ mình sẽ tiến lại gần cái cổng Nether á, làm thêm một cái cánh cổng khác nữa. Nhưng mà trước khi đi làm á thì mình cần phải chuẩn bị đồ ăn. Ăn cho no bụng thì mới làm việc tốt được đúng không? Rồi, sau khi ăn no thì mình sẽ chạy một mặt lại đây và làm một cái cánh cổng thôi. Cánh cổng Nether ở đây hả? Sẽ làm thêm một cánh cổng ở đâu đây nữa đi. Cái này 18. 1, 2, 3. Gì cho nó hơi bị dư đó. Sẽ đặt ở chỗ nào cho nó thích hợp một tí. Cái này cũng không đủ. Ok, chắc mình sẽ đặt ngay tại vị trí này nha. Nè, đây nè. 1 nè. 2, 3. Ui. Lấy cái đuốc ra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Đó, mình đã vừa đủ rồi đúng không? Bây giờ thông thường kích hoạt mấy cánh cổng này thì chúng ta cần phải có một cái bật lửa. Nhưng mà riêng cánh cổng mình chuẩn bị làm thì chúng ta chỉ cần đổ một xô nước xuống.
Đó, vậy là chúng ta đã được một cánh cổng rồi. Và các bạn có biết đây là cánh cổng gì không? Đó chính là cánh cổng dẫn tới thiên đàng. Wow, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng mà để xuống đó an toàn hơn thì chắc mình cần phải chuẩn bị một vài thứ khác. Để coi coi em. Nếu làm cái cánh thì sao ta? Tại vì xuống lên thiên đàng á, ít nhất chúng ta cũng phải biết bay đó. Cánh thì chúng ta có thể làm được cánh rồng thì chưa nè. Cánh dơi thì mình chưa có máu dơi. Cánh lửa. Ui, cánh lửa thì sao? Hay là cánh cánh bướm hả? Ui, đó giờ mình chưa làm cánh bướm bao giờ đó. Coi coi có công thức nào không? Black dye hả? Kết hợp với một cái blue dye. Ok, black dye chắc là mình cần phải lấy túi mật. Và trong đây thì mình không có túi mật hả? Dễ thôi, xuống xuống mấy cái vùng nước này nè để săn à. Tại vì xung quanh mình cũng khá là nhiều mật đó. Coi coi mật đâu ta? Hôm trước mình gặp nhiều mật chỗ mình lắm. Mật ơi. Ui, đừng nói không. À đây đây, làm gì chạy thoát mình được rồi. Thịt một bé mật. Và lấy túi mật về. Với cái này hình như mình có thể đổi ra. Đúng rồi nè, đổi ra cái bột nhuộm đen. Và bây giờ mình sẽ về nhà để đổi cái bột nhuộm xanh nước biển nữa. Là mình đã có thể chế tạo được cánh bướm rồi. Và fairy dust á, thì mình có đào sẵn ở những tập trước. Nên không cần sợ thiếu đâu. Rồi, nhảy về một cái nè. Rồi, tranh thủ chế tạo thôi. Và khi có cánh á, thì mình sẽ enchant cho nó cái dòng trầm hỏng luôn đi. Để cho cái thời gian sử dụng được tăng lên đáng kể. Mình cần thêm hình như là vàng thì phải nè. Rồi kim cương nữa. Rồi giờ thì chưa chưa chưa, còn thiếu một cái công thức, đó chính là bột nhuộm màu xanh. Rồi bây giờ thì thử chế tạo nào. Blue dye, ngọc lily hả, chứ không phải là cái bột nhuộm nhuộm xanh ha. Làm chuẩn bị hố rồi. Đây gì thì mới đủ nè. Wow. Mặc dù mà cái này nó hơi kiểu như nữ tính một xíu á, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ ổn đó. Ok rồi nè. Ui, cánh bướm kìa. Nhưng mà nó còn mau hỏng lắm, nên mình sẽ enchant cho nó cái dòng chậm hỏng trước nha. Đây, chậm hỏng mắc luôn nè. Tốn có 800 điểm kinh nghiệm thôi. Tức là enchant một phát là hết cấp luôn á. Rồi, vậy là bây giờ mình có thể mặc vô. Ta da, bay luôn nè. Ui, chết rồi. Nó bị kẹt phím rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái nút bay cái đã, để mình có thể bay lượn cho thoải mái nha. Mình đã chỉnh lại cái nút để bay rồi, và bây giờ mình có thể bay lên rồi nè. Wow, cảm giác bay được thật là thích. Rồi, nhưng mà bây giờ mình cần phải mang thêm một cái giường đã. Đi đâu thì đi thì cũng phải có một cái giường để ban đêm còn ngủ đó. Và không biết ngủ trên thiên đàng thì mình có trở nên kiểu như là chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không nữa. Mình đang lo vấn đề đó, nhưng mà kệ đi, tới đâu thì tới. Còn giờ thì bước qua cánh cổng thiên đàng thôi nào. Let's go. Ui. Ui, đi đi đâu đây? Ủa, đang bắt địa hình các bạn ơi. Không biết trên thiên đàng nữa có cái gì nữa mà. Nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không có nguy hiểm đâu. Tại vì thiên đàng mà, đúng không? Và đặt vào mắt mình đầu tiên đó là những cái đám mây. Chắc ở đây là một nơi cao á, nên có nhiều mây chưa kìa. Ui, có gì á? Ui, đất ở đây cũng như nhạt nhẽo hơn nữa. Wow, nhưng mà ở đó có con gì kìa. Mày không biết quấn mình không ta? Ấy, Moa. Bé này tên Moa. Ấy, ấy, ấy. Ở đây trơn vậy. Ở đây trơn lắm luôn á. Hay là tại khối này. À, cái này cứ như cát trượt vậy đó. Quýt soi. Còn cái này là gì đây? Golden Bachua. Ủa, cái này làm dùng để làm gì nhờ? Mà cái em này có ăn được không? Ý. Ồ, cái này mình cũng chưa biết cái công dụng của cái này nữa. Và cho mình một cái quyển sách nè, để mình đọc coi. Cho item vào. À, thì ra đây là quyển sách hướng dẫn của thế giới thần tiên. Rồi giờ thì chắc mình sẽ bay lên đây đi. Ui, ở đây có nhiều đám mây chưa. Ý, bé heo nè. Ui, bé heo ở đây còn có cánh cơ. À, chắc để sống được trên đây cũng như là di chuyển mà không sợ bị té. Ý, không sợ bị té thì em ấy cần phải có cánh. Nhưng mà cái đám mây gì ngộ vậy.
đụng vô một phát mình tưng tít lên tít lên cao luôn. Để mình làm lại coi, đụng vô nè. Ấy hơi hơi, ui còn đây là con gì nữa, còn quýnh mình nữa kìa, còn chọi chọi cầu tiết mình nữa kìa. Gì đấy? Gì á? What? Ê, à, cái này là gió xoáy. Ui ui ui. Ờ, thì ra đó là gió xoáy. Còn đây là, đằng kia là con gì kìa. Nhìn kiểu như giống con cá voi vậy đó. Và mình sẽ thử ngủ, không biết ngủ có sao không trời. Nhiều khi ngủ một phát cái mình có giấc ngủ ha, vĩnh hằng luôn á. Giấc ngủ ngàn thu. Rồi, giờ thì ngủ thử nè, làm liều luôn. À chết rồi, nó không cho mình ngủ rồi. Ở dưới đây ban đêm thích thui rồi sao mà thấy đường đi khám phá trời. Để mình thử qua đây coi, coi em này có quýnh mình không. Atherwell. Còn đằng đây là em heo. À, để mình thử coi tiêu diệt một em heo coi em có rơi ra cái gì không nhá. Chắc rơi ra thịt heo giống bình thường à. Đúng rồi, tưởng đâu rơi ra thịt heo của thế giới thiên đàng chứ. Rồi. Ây. Ui con này quýnh mình. Ui sao mắt cái gì mình tối vậy. Ây da. Ui bị gì ghê vậy. Hình như mình hết oxy hay sao ấy. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ui thôi 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 thôi, về thôi. Ở đây không khí hình như hơi loãng rồi. Mình bị mất máu loạn choạng rồi. Mình đi nó loạn choạng rồi. Ui ui. Đúng không? Sao tự dưng mình đi mình thấy nó hơi loạn choạng đó. Em này có quýnh không nè. Moa này không có quýnh mình. Ui thiên đàng gì thiệt đáng sợ vậy. Thôi 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 thôi, về nhà ngủ giấc đi, sáng thức dậy trở lại thiên đàng sao. Trời ơi. Xuống thiên đàng. Ấy. Ủa ai mới quýnh mình lọt qua đây lại nữa vậy. Tôi về rồi mà. Ui không lẽ nó không cho mình về. Ấy. Ui chết rồi. Thôi mà đừng có giỡn vậy, không vui đâu. Cho người ta về đi. Đi. Rồi luôn. Hiểu luôn. Chết rồi, hồi nãy mình làm cánh cổng hơi lỗi á. Mình đặt cánh cổng ngay cái gốc cây hay gì, cái cây mình lúc mình xuất hiện bên kia thì nó đập vô mặt mình, bởi vậy mình không có đi trở lại mặt đất thế giới bình thường được. Đó, đụng vô đám mây nè, bay tít lên mây nữa. Đụng vô một phát bay cao hơn. Rồi làm lại cái nữa nè. Phúp. Đây là một cách di chuyển khá là hay ở thế giới thiên đàng. Bây giờ mình sẽ cắm đầu xuống dưới để coi coi có gì đặc biệt ở đây không. Lỡ rồi chơi tới lần chứ sao giờ. Và cái đường về của mình. À đây, ở đây, ở đây đường về của mình nè đúng không? Rồi, ổn rồi đó. Ăn vô miếng cho no bụng nè. Tại vì lúc bay á, nó sẽ bào mòn cái thanh năng lượng của mình nhiều lắm. Nên mình cần phải ăn nhiều hơn. Và ở đây nó có cái quặng gì nữa. Cái quặng gì vàng vàng nhìn đẹp đi ta. Để mình thử đào ra thử coi. Hơi khó khăn một tí nhưng mà mình nghĩ mình có thể lấy được. Nè lấy được nè. Ra nó rơi ra một cái mảnh vỡ gì đó. Rồi không chần chờ gì, mình sẽ đứng ở đây và đào hết mang về. Hả? Ấy. Rồi ok. Có cánh mình có thể bay sâu xuống phía dưới để đào mấy cái khoáng sản này. Và cái này có vẻ khá là nhiều nè. Ui ui. Ui ở dưới là The Void rồi. Hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm đó. Ở đâu cũng vậy, miễn rơi xuống The Void coi như là chết đó. Nên cần phải thật là cẩn thận. Nhất là trong lúc mình bay. Tại vì lúc bay á, khi mà hết năng lượng thì mình sẽ rơi tự do luôn. Và tốc độ rơi thì nó sẽ không quá cao. Nên mình vẫn có thời gian để ăn và hồi phục năng lượng. Cũng như là bay trở lên trên. Rồi, vậy đấy xong rồi. Giờ thì mình sẽ bay lên đây lại. Và... Ủa mà mình không biết á, ở dưới... Ở trên chứ, ở trên thiên đàng này thì nó có công trình gì không ta? Ui có nè. Có tòa tháp. Ồ, ở đây có tòa tháp và đằng kia có hoa. Lại là một tòa tháp nữa. Chưa, để bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm coi. Ủa mấy cái con này nãy giờ khiều khiều mình nhiều lắm nè. Mình nhịn lâu lắm rồi. Mình nhịn lâu lắm rồi, quýnh một phát đi luôn. Và có rơi ra gì không?
Ủa đây cũng có mấy em gì nhảy nhảy dễ thương nhở? Ủa kiểu như thỏ vậy đó, nhưng mà hơi ú nha. Thỏ ở Mexico, thỏ trên mặt đất á thì nó sẽ không có ú như vậy đâu, nhưng mà thỏ ở thế giới thiên đàng thì là hơi ú. Rồi lần này còn em gì nữa? Là em hoa và cừu. Cừu ở đây cũng có cái phần thân á nhìn lạ lạ. À, để bây giờ mình sẽ thử đánh cái tòa tháp này coi coi có gì khác biệt so với tòa tháp ở ở trên mặt đất không nhá. Ê, ở dưới đây thì hơi nguy hiểm một tí. Rồi may là tòa tháp này được làm bằng phần sàn cái ta, cái này là cát linh hồn á nên tốc độ di chuyển của mấy con quái được làm chậm đi nên mình có thể dễ dàng đánh hơn. Và mình sẽ cắt bớt mấy khối không cần thiết vô trong lại. Vứt lòng luôn đi, vứt cái này, vứt cái này. Mình xích bát trở lại. Rồi, đi tiếp thôi. À, tầng này còn được được che bằng mấy cái khối đá phát sáng. Lượm về luôn. Rồi. Ui. Ui. Ê. Mình quên mất là con nhện còn skill nhảy nữa chứ. À, à, à. Con nhện nó quấn đau vậy. Nhện cường hóa có khác. Dơm bay baby, dơm bay baby nè. Rồi. Kiếm gì ăn vô cái trước cái đã. Ui bị con nhện độc nó cắn một phát đau chưa. Đây còn con nữa. Này thì nhện. Ủa này thì zombie. Zombie nè. Tàn hình. Ui. Ui mình thấy là không ổn rồi. Mấy con này hơi bị mạnh đó. Trong mấy tòa tháp thì mình để ý là tòa tháp. Ui. Ui chết 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 chết. Mình để ý tòa tháp được được làm bằng cái Nether Crack này là mạnh nhất luôn ý. Quá xịn không mà. Đập 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 ra. Rồi, đập spawner trước rồi làm gì thì làm. Ui, tòa tháp này có vẻ mạnh hơn nè. Nhưng mà mình một phần mình xuống đây á để lấy kim cương từ con boss thôi. Tầng mấy tầng dưới á sẽ có kim cương từ con boss đó các bạn. Được thêm một cái epic loot bag nè. Ý. À, và một cái loot bag màu đỏ nữa mình không có mở được rồi cho hoài. Nghĩ tới mà cày á. Rồi. Ở đây còn có cái loot bag nó bị rơi xuống để mình tranh thủ mình đào ra. May mà ở đây không có kim cương ha. Ủa không có skeleton ha. Nếu có skeleton chắc mình không dễ dàng đi như vậy đâu. Nó sẽ xuất hiện hoài luôn và làm khó khăn trong quá trình đi xuống tầng dưới của mình. Ê, đi đâu đấy, đi đâu đấy. Mình có cây ha, cây thường chuyên giết zombie mà dám dám đứng trước mặt mình. Rồi chịu thua đi. Rồi đào ra nè. Mấy tầng này thì chưa có kim cương đâu, tầng cuối á mới có kim cương. Mình sẽ cố gắng farm để dành và sử dụng trong thời gian kế tiếp luôn. Ở đây còn cái lướt bát nè, để mình lấy nốt luôn đi. Vứt cái này ra, vứt cái này ra. Rồi. Chắc mình sẽ cất cái lướt bát vô trong cái cất lướt bát vô trong cái ba lô của mình. Chưa 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 chưa. Đi đi ra. Làm gì thì làm để người ta dọn dẹp đồ trước cái đã. Rồi. Cất mấy dụng cụ mà nó rơi ra luôn nè. Ở quyển sách thì phải để ra ngoài và tiếp tục đi xuống dưới thôi. Đi ra, đi ra. Cường quá không sợ đâu, không có sợ đâu. Đi ra chỗ khác đi. Một cái cúp kìa. Wow, được của nó nha, một cái cúp hiệu suất 2 luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ à thằng này thì lại có skeleton rồi. Có một. Ui. Ui. Biết ngay mà mình mình không thích skeleton là ở điểm đó nó bắn thì mình dễ bị lọt lắm. Rồi, mình đã có một cái góc khuất rồi nè, để mình tranh thủ mình đập cái spawner ra để cho nó đừng có xuất hiện nữa. Và anh em bọn chúng đang tương tàn ở phía dưới, mình sẽ mặc kệ và tiếp tục đi thôi. Thuốc súng trong đây thì chúng ta nên nhặt nhá, tại vì nó cần phải chế tạo từ nhiều thứ lắm á. Đó, thì nhiều không đỏ mới ra được thuốc súng, nên mình sẽ tranh thủ nhặt được bao nhiêu thì nhặt. Dùm bài với chúng tôi. Một con nhện cường hóa. Ui, nó lại rơi ra một cái lướt bát nữa kìa. Chưa chưa quýnh mấy con nhện phải để ý nha, nó không nó muốn gút máu mình nhiều lắm á. Rồi, ăn lại nè. Ý. Ui sao con này nó nhanh vậy ta, chạy siêu nhanh luôn ý. Rồi cầm xương. Rồi rồi ok. Được 22 level nữa rồi kìa, vậy là lại có thêm kinh nghiệm rồi. Táo vàng, ui lâu lắm mới gặp táo vàng trong cái tòa tháp đó. Chỉ nè lấy được nè. Rồi đi xuống tầng kế thôi, coi tầng kế tới tầng boss chưa ta. Ôi như tới tầng boss rồi đó các bạn ơi, nó được che phủ kín rồi kìa. Đứng ở đây có góc kìa. Ui mà đông skeleton quá.
mình nắm nháp chui vô. Nhọn nhọn. Ê, skeleton, skeleton. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Đây là cái góc để mình có thể tiêu diệt bọn chúng. Bắn thêm mũi tên yếu đuối nè. Bây giờ mình đổi mũi tên rồi, mình không dùng mũi tên ma quỷ nữa mà dùng mũi tên yếu đuối để gây ra cái sự yếu đuối cho mấy con quái mà mình bắn trúng á. Rồi, vứt cái này ra để nhặt loot bag. À, chuẩn bị đồ nữa, tại vì tầng kế là tầng có boss rồi nên cần phải có một cái kho đồ thật là trống trải để mình có thể mang đồ về. Sẽ cắt hết mấy thứ này vào trong trước đi. Chờ những thứ cần thiết như là thức ăn thôi. Bây giờ mình còn có thịt, á, đây còn bánh quy nè. Mình sẽ ăn bánh quy với thịt zombie nha. Và xuống dưới thôi. Xong chưa, xong chưa? Ê, trong đây còn đông vậy. Ao 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 ao. Ui chết rồi. Ui ui. Chưa 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 chưa. Ui, nó bắn mình một phát kìa. Trời ơi. Shit, shit tử nạn rồi. Nguy hiểm kìa. Nguy hiểm kìa. Ui, chưa thấy mà bắn rồi con này hết ha. Ui, cây này phát nổ được. À, cây búa của bậc thầy thì nó có thể phát nổ được nè. À, nãy giờ mình mới phát hiện ta. Wow, xịn xịn đó. Rồi, nếu đã có khả năng phát nổ như vậy thì chắc mình sẽ xuống dưới nhanh đi để còn đánh bại bọn chúng. Phát nổ. Ui, chết chết chết. Phát nổ nè. Ui. Ui, chết rồi, đại ca skeleton bắn ghê quá. Trời ơi, bắn một phát coi kìa. Muốn đi đứt luôn á. Mình đánh mấy tòa tháp cấp cao như vậy thì hơi khó. Rồi. Con skeleton mạnh nhất nó cũng đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đạp spawner thôi. Ở đây, phát nổ nè. Cộng tên thôi. Con nhỏ này. Đừng có xuất hiện nữa. Trời ơi, mình chết rồi. Ừ, nó chưa thấy. Nhọn nè. Rồi, ok rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần xuống dưới đánh bại con trùm thôi. Nhưng mà ở dưới mình nghe tiếng con nhọn nữa. Hơi căng đó nha. Ok kìa kìa. Mình sẽ làm yếu con boss trước. Ây. Chết rồi, tổ tháp này mỏng quá. Nó bắn một hồi chắc sập tổ tháp này luôn quá. Bình tĩnh anh ơi, chuyện gì còn có đó mà. Con này được cường hóa rồi. Không đùa được đâu. Ê, cường hóa thì cường hóa. Cường hóa với chúng tôi. Bắn hư tổ tháp hết. Trời ơi, đây tổ tháp của ngươi mà, cũng là nơi ở của ngươi đó. Ui, hắn mặc kệ rồi, hắn quyết tâm tiêu diệt mình tới cùng rồi. Quyết tâm thì sao? Quyết tâm thì sao? Thì chạy chứ sao? Ui. Ây. Không ổn rồi, mình thấy không ổn cho lắm. Chết rồi, chụp giận thứ dữ. Ây. Ui, chết rồi. Chụp đường bay lên trên. Không máu nhiều quá, đừng. Đừng, tôi không muốn chết ở đây đâu. Có cái góc nào cho tôi núp không? Đừng. Ui, đánh con boss này căng thẳng thiệt á. Boss nè. Trong lúc mà nó chưa thấy mình đó, mình sẽ tranh thủ làm yếu đuối nó trước. Mặc dù mình đã yếu đuối nó bằng sức mạnh của mũi tên, nhưng mà hắn cũng rất là mạnh. Ây, mắc kẹt. Ao. ăn vô cho nó bụng trước đi. Nguy hiểm quá. Rồi, tiếp tục. Ui, nó phát hiện cho mình rồi. Ý. Đào vô sâu hơn nữa. Ui trời ơi, đây là cách đánh boss nhưng mà gặp boss quá mạnh nè. Tìm đường nứt thôi. Tại vì 36 kế chuồng là tượng sách. Chuồng là tượng sách nè. Rồi sau đó trả đam lại. Không chần chờ gì nữa. Mình cứ cà kệ như vậy là hắn vừa cay nè. Và vừa không đánh được mình nữa. Người mạnh thì dùng sức, còn mình yếu mình thì dùng mưu. Dùng mua với người thì mới đánh. Cái gián hồi đầy máu rồi. Con này hồi máu nhanh quá. Phải quýnh nhanh thôi. Quýnh nhanh thôi, dập lửa. Quýnh nhanh thôi. Chết rồi, tổ tháp này yếu quá, mình không dùng cách đợt trước được. Đúng rồi, từ bắn bản thân đi.
Ủa nhưng mà sao hôm nay con boss này mạnh như ta? Con boss này mạnh đột xuất luôn ý. Ui chắc bây giờ mình phải đặt cái xô nước ra, mình không có mang xô nước nữa. À đây đây, có xô nước, có xô nước. Ui sao giờ? Mình gặp boss thứ dữ rồi, mình không có đủ sức á. Mình chỉ có thịt zombie ăn để hồi hồi máu à, mà nó hồi không được nhiều nữa. Ôi toàn rồi xuống. Ý một cái tháp bình thường thì thôi mà mình còn đánh cực khổ nè, chưa gặp boss đó nha. Rồi hắn còn trăm mấy máu hả? Để coi coi với như đây thì mình có thể tiêu diệt được hắn không? Trăm hai mấy máu, cố lên cố lên. Phải làm nhanh chứ không thôi hắn hồi máu lại á. Chịu thua đi con kia. Rồi hắn phát hiện mình rồi kìa, hình như hắn bắn trúng mình là mình hắn sẽ hồi máu đó. Mình còn phải cẩn thận. Đào vô. Ý đừng vô, đừng vô đâu. À đây đây đây. Chết rồi. Mình cùng đường rồi. Lẹ 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 lẹ, không có hắn hồi máu lại. 75 máu, 67, 48, 50, 42. Rồi, còn những phát cuối cùng thôi. Chết đi con boss kia. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lùm đồ, lùm đồ, lùm đồ. Kim cương, sách gì. Ui chết rồi, có vỡ không? Chỗ này có nút không? Ui đừng, đừng, đừng có vỡ nha anh ơi. Em đang lút đồ. Rồi, 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 lên tầng kế lùm đồ thôi. Ui trời, nó bắn theo tứ lung tung hết. Cái này được cái quặng gì nữa nè, lượm về, vàng ba thuốc lượm về luôn. Tại vì mình chưa có chế tạo vàng ba thuốc á. Kệ sách nè. Bước cái này ra. Rồi còn mấy thứ này thì quá là bình thường. Có bánh mì nè, trời ơi có thức ăn mới rồi. Đỡ với cạp thịt zombie đó. Rồi giờ mình sẽ cạp hết ổ bánh mì này để lấy lại sức nè. Rồi sau đó rời khỏi cái chỗ này thôi. Ôi, lần đầu mà mình cảm thấy đáng sợ với một cái tổ tháp như vậy đó. Cái con boss nó cực kỳ mạnh luôn. Đánh có một... Em cù bay được à. Wow, amazing. Cù bay được luôn chứ. Tính ra ở đây còn nhiều điều mới làm mà mình chưa khám phá hết đâu. Mà bây giờ chắc mình sẽ về nhà để nghỉ ngơi thôi chứ. Đi khám phá nữa chắc mình không đủ sức đâu. Coi coi mình... Biết mình còn đủ đồ ăn để bay về nhà không ta? Có đây có tuôn bát nè. Trong mấy cái... Ui, cây cuốc kim cương. Chắc bây giờ mình sẽ food bát. Trời ơi, dùng khoai tây độc làm gì? Tôi cần đồ ăn. Đây, 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 cà thịt heo nè. Iron Ration. Một cái bát súp gì nữa để mình ăn thử bát súp coi. Wow, súp của dền. Rồi, đi về thôi. Giờ tranh thủ còn thức ăn nè. Và bây giờ chắc mình sẽ bay về nhà thôi các bạn ơi. Chứ ở đây khá là nguy hiểm đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nha. Mình đã trở về nhà cũng như là cất hết mấy món đồ mà mình tìm được vào trong cái ba lô này. Bây giờ mình sẽ tạm thời để đó và bắt đầu chế tạo một vài thứ cần thiết trong thời gian sắp tới. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái slam này ra, kết hợp với một ít chỉ nữa. Chỉ đâu ta? Đây, chỉ đây. Để mình làm một thứ đó chính là cái ná nha, cái ná slam á. Để coi công thức của nó ở đâu. Ở đây nè, mình đã đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn thôi. Ná slam, ná màu xanh này. Có hai màu á, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ dùng cái màu xanh nước biển đi để cho nó trùng màu với... Ủa? Ủa mình ấn vô công thức màu xanh mà ta? Đúng rồi mà. Ủa sao nó lại ra cái màu xanh này rồi? Chưa, để mình gỡ ra mỗi cái còn một thì sao? Mình muốn cái màu xanh kia cơ. Ok ghê, mình ta sử dụng slime màu xanh nước biển mà lại ra cái ná màu xanh lá cây chứ. Giỏi thực sự luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ test cho các bạn xem cái ná slam này nó như thế nào nhá. Khi kết hợp giữa ná slam và ổng slam. Piu. Ui. Và công dụng của nó giống như là cái lò xo đó. Bắn một phát nè, mình sẽ nhảy lên cao và kết hợp với... À, mình biết rồi, mình có cánh nè, hàng gì nó rơi xuống chậm ghì à. Phải không có cánh cơ. Đây, mình sẽ biểu diễn một pha mình nhảy phát qua tiếp bên kia nè. Ui ui ui, hơi hụt, hơi hụt. Làm lại nè, piu. Tẩm. 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 Đó, với cái cách này á, thì mình có thể đi khám phá dễ dàng hơn. Nếu trường hợp không có cánh á nha, thì có thể dùng cách này để di chuyển. Cũng khá là hay đó, các bạn thấy chưa? Nhúng một phát kìa. Ui. Nó nhanh chưa? Đây, làm lại nha. Nè, bắn vô cái cục này nè, cho đẩy nè.
Wow. Nó cắm một phát một bay tiếp xuống đáy hồ luôn. Đó, công dụng của nó là vậy đó. Và khi có hai món này á thì mình có thể đi phiêu lưu khắp mọi nơi. Và độ bền của nó dường như là không bị hư luôn nè. Mình xài không ra đâu có bị hư hay là mất mát gì đâu. Rồi, biểu diễn thêm một pha nữa. Ây. Đập thẳng mặt vô cái cây luôn. Rồi, về nhà thôi và bắt đầu chương trình. Mở qua cuối clip thôi nào. Ui 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 ui. Ui, lần này thì bay thẳng vô chuồng bò rồi. Bay về nhà nè. Rồi, lần này thì chuẩn nha. À, giờ thì bắt đầu chương trình mở quà thôi. Sắp tới sẽ dùng cái này thường xuyên. Tại vì mình thấy nó khá là thú vị đó. Mình sẽ cất chỉ vô trước đi. Chỉ vô đây. Rồi. Và mình có khá là nhiều mấy cái loot bát xịn như là Epic nè, hai cái Ray. Rồi rất là nhiều những cái common loot bát. Và giờ mình sẽ thử gọi mấy cái màu xanh nước biển này coi coi có được không nha. Tại vì mình thấy cái... Không được không hả? Mình thấy mấy cái màu xanh nước biển nó không có xịn bằng á. Cắt mấy món đồ xịn của mình vô trong đây đi. Để một hồi mình quên mình vứt nhầm á. Tại vì mình ưa có thói quen vứt đồ vô xương rồng lắm. Rồi, 1, 2, 3, 4 nè. Cắt hộp mini vô và mở thôi. Mà cái này không cần, vứt. Em biết luôn nè. Ui, cho em biết đồ dởm vậy. Em biết mình cho mấy món đồ quá bình thường luôn á. Cái này thì sao? Luli, cái này tin thì lấy được. Mấy cái này thì không cần. Cái Ray nè. Ray thì cho mình một cái giống như cái lưỡng hái vậy đó. Một cái này là cái gì ta? Giống như cái cây hammer nhưng mà nó gần hư mất tiêu rồi. Dụng cụ đánh lửa để nhạc không cần. Rồi giờ tới mấy cái uncommon nè. Mình sẽ lấy những thứ không cần thiết thôi. Ui, hôm nay mở quà không có đồ xịn nhưng mà mới nói thì lại cho mình một cái quần kim cương. Một cái dao có cái này không biết có hư không ta? Cái dao gì bé tí vậy? Cái dao này dao cắt đồ ăn à. Rồi, cái này là upgrade không cần. Đó, và đường ray thì cũng không cần. Ui, được một cái glen là cái gì đây? Để chế tạo cái đèn hả? Một cái bàn hình như để dùng để chế thuốc thì phải đó. Nên chắc mình sẽ lấy ra. Có tin nè. Có táo ăn tạm. Rồi, vứt. Cái tiếp là một cái cây glide nữa. Tính ra mấy cái glide dễ rơi ra cực luôn á. Một cái ủng nè. Lại là một cái con dao cắt thịt. Rồi, lại là một con dao cắt thịt nữa, nhiều vậy. Một cái gun màu hồng, thẻ tên, lấy luôn. Ui, battle ác bằng kim cương, trời ơi. Vậy là có thêm một món vũ khí kim cương mới rồi. Vậy là xong rồi. Chương trình mở quà hôm nay không có nhiều đồ xịn. Mình thấy xịn nhất á là cái battle ác nè. Kế tiếp là cây glide và cuối cùng là cái quần kim cương, là ba thứ mà mình thấy xịn nhất. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở những thứ nhỏ nhặt hơn để coi coi cho mình thêm những cái gì nha. Mấy cái này chủ yếu là cho pháo hoa với đồ ăn nè, chắc chắn luôn. Nó thấy không, cho quá trời đồ ăn kìa, thêm một ít than nữa. Rồi được một cái bánh. Và cuối cùng là hai ở ba cái túi này. Gỗ, sắt và một cái Crown of Smile. Mình chưa biết công dụng của cái này. Cast to Smile. Dùng em này được không? Ui, mấy em này ưa thai long quá à. Ga lâm chocobo hoài luôn á. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay á, sau chuyến khám phá thế giới thiên đàng, thì mình đã tìm được rất là nhiều đồ trong này nè. Quá trời dòng enchant luôn. Sắp tới mình sẽ tìm cách gỡ hết mấy dòng enchant này ra để mình có thật là nhiều sách enchant nhá. Và mình cũng đã lấy hết số kim cương ở dưới khu mỏ rồi. Mình sẽ remove cái điểm này luôn đi. Xóa nè. Và trong thời gian sắp tới á, chắc mình sẽ có nhiều chuyến đi mai hơn. Tại vì mình có được một cái cúp rất là tốt. Vừa có thể có ra gia tài nè, vừa có thể nung nấu tự động luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cùng giờ thì bye bye.